mọi người đã quay trở lại với channel The Cloud. Mình là Vân, còn đây là anh Dũng chồng mình. Chào mọi người. Hôm nay Vân và anh Dũng sẽ tiếp tục làm chuột bạch cho mọi người và đi khám phá một địa điểm ăn pizza trong budget dưới 500.000. Episode lần này The Cloud sẽ có một món quà nhỏ để giveaway cho các viewer. Đây là tham dự chương trình thì các bạn hãy xem tới cuối clip nha. Địa điểm thứ hai của chúng ta là pizza al fresco. Địa điểm này mình được một bạn viewer suggest cho mình trong phần comment và inbox cho mình. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng đi ăn thử nha. Rồi. Al fresco nổi tiếng nhất là về các phần pizza của họ rất là ngon. Chúng ta có rất nhiều starter và salad nè. Nhưng mà hôm nay thì Vân đã để ý nhất một cái combo tên là crazy combo rồi. Trong đó thì vừa có pizza, vừa có gà nướng và vừa có steak nữa. Có lẽ là chúng ta sẽ thử cái combo đó hôm nay nha. Đây nè mọi người, cái combo này chỉ có 399.000 thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái pizza lớn nha. Và tất cả những cái phần, có spaghetti nữa nè. Spaghetti, gà nướng, bánh mì và cả steak nữa. Ồ, tính ra cái này nhiều ghê ha. Ừ, nhiều ghê luôn á, không biết là hai đứa mình có ăn hết không được nữa. Ừ. Mình kêu cái này ha. Ok, mình sẽ order cái này với mình sẽ order nước. Coi như là tâm điểm của chúng ta là vẫn là hẹn hò dưới 500, cho nên mình sẽ order những cái phần nước nào đó cho nó rẻ một tí để chúng ta ráng không bị lỗ ha. Ừ. Em sẽ uống trà chanh. Anh uống gì ha? Lấy anh lít tông đá đi. Một cái lít tông đá, một cái trà chanh ha. Ok, để mình hỏi coi là món ăn ở đây là mình có tính thuế hay không. Có tính, còn thêm 10% thuế nữa đó. À ok, ở đây chúng ta thấy nha là có tính thêm 10% thuế nữa. Trong cái phần combo này thì phần pizza chúng ta sẽ được chọn từ số 1 tới số 6 của nhà hàng. Còn những cái phần còn lại là sẽ được giữ nguyên. Bây giờ chúng ta hãy coi thử coi là chúng ta sẽ có những cái option nào cho pizza nha. Một cái số 6 là chúng ta sẽ có margarita nè, Hawaiian, seafood, BBQ beef và chicken. Không biết là chúng ta nên ăn cái loại nào đây ta? Ăn hải sản đi. Hải sản, loại này đúng không? Mình gọi là cái hải sản đi. Seafood là loại này chứ. Ừ, ok này. Seafood là sẽ có hải sản nè, ok. Quyết định như vậy nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu order ha. Đây là bàn ăn trị giá dưới 500.000 của chúng ta. Chúng ta có mì spaghetti ở đây và pizza hải sản. Miếng steak này là cực kỳ có giá trị ở đây luôn. Rất là nhiều khoai nè, salad nè, còn có cả rau củ nướng nữa. Ngoài ra đừng quên món gà chiên. Món gà chiên, cái này có vẻ rất là thơm. Và các bạn còn có bánh mì bơ tỏi nữa nha. Nên recommend là nên ăn thử. Ok, chúng ta sẽ thử món đầu tiên ha, là món gà chiên. Cực kỳ giòn luôn á mọi người. Miếng gà khá là mỏng nhưng mà cực kỳ giòn luôn, chiên rất là thơm. Mình không biết mọi người thích ăn tương cà hay là tương ớt thôi, nhưng mà mình thích ăn tương ớt hơn. Rất là ngon. Giờ mình sẽ thử mì spaghetti nha. Mọi
rồi nhớ order bánh mỏng nha, tại vì bánh mỏng ăn rất là giòn và ngon. Thường thì bánh dày á sang rất là ngán và rất là đầy bụng nữa, cho nên mình hay order bánh mỏng ha. Rồi ở đây chúng ta có nghêu nè, có thơm nè, có hải sản nè, thanh cua nè, mực nè. Thì sở thích của hai vợ chồng mình đó là hay ăn hải sản, cho nên lúc nào cũng order pizza hải sản hết. Đây là sốt nấm nha mọi người. Cho ăn chung với. Ăn nha. Cực kỳ thích ăn steak nha mọi người. Thường ăn steak đó, chúng ta nên gọi là làm medium, làm vừa thôi, là cho nó đỏ đỏ bên trong nè, là vừa đủ. Ai mà ăn chín quá thì steak nó sẽ bị cứng ha. Ăn pizza cái thú nhất là cầm bằng tay, như vậy mới đúng tinh thần ăn pizza của người Ý. Ngon rất là ngon. Có pizza giòn hải sản nè, có mùi thơm của hải sản nè, mà còn có thêm cái vị chua chua của thơm nữa, cho nên là ăn không có bị ngán. Mất tiệt. Cái phần đế bánh mỏng này ăn cực kỳ giòn. Như vậy là mình đã giới thiệu hết tất cả các món nha các bạn rồi đó. Còn cái món này nữa. Ăn pizza không thể nào thiếu được bánh mì bơ tỏi nha. Cái phần bơ tỏi được tiết ở bên trong nè mọi người. Ngon nhất là khi các bạn ăn chung với lại tương ớt và tương cà. Đây, tương ớt tương cà đây. Thử ăn như vậy nha. Rất là giòn. Không biết các bạn thường hay ăn pizza, các bạn thường hay ăn cái sốt gì, nhưng mà một trong những loại sốt mà mình thích nhất, Tabasco nè. Đây là sốt sa tế, ăn với pizza cực kỳ ngon luôn. Còn con thì chỉ thích ăn tương ớt thôi. Cái gà nó ngon lắm á. Không những cái gà này ngon thiệt á. Gà chiên rất ok luôn. Miếng gà quá ngon luôn. Lên nha nhỏ, đó là cái đĩa để đựng pizza của mình nhìn nó hơi phèn phèn á, tại vì họ dùng cái mâm chứ không phải là dùng cái thay gỗ, thay gỗ giống như là những cái món khác, cho nên là những cái mâm này trông nó cứ phèn phèn thế nào ấy. Mình góp ý nhỏ nhỏ thôi nha. Ngon quá trời ơi. Thật sự là cái combo này không thể nào mà hai người ăn hết được hết. Combo này nó quá nhiều cho hai vợ chồng con ăn. Bụng bầu 3 tháng. Quá no. Mà đối với hai vợ chồng mình đó, thì cái combo này thật sự là quá nhiều luôn. Cho nên không thể nào mà finish được hết hết. Recommend chỗ này cho mọi người. Chỗ này rất là ngon luôn. Ngoài ra bạn nào mà ngại đi tới chỗ này ăn á, có thể delivery về nhà. Thì họ có cái app delivery á, thì như giá thì bị rẻ hơn đúng không ta? Không phải rẻ hơn, nhưng mà nó có một cái combo còn rẻ hơn cả cái combo mà bọn mình đang ăn nữa. Một cái pizza lớn, hai cái thịt xiên, một cái spaghetti, một cái salad mà chỉ có 299.000 thôi. Ta-da, đây là bill nha. Rồi mở đi. Để xem hôm nay tụi mình có bị lố như hôm bữa nữa không. Lỗ tiếp 504.000. Thôi kệ đi, lỗ có 4.000. Thôi như hôm nay mình lỗ 4.000 nha, nhưng mà chắc cũng không sao.
Một phần ăn 504.000 như vậy là thật sự là rất no luôn á mọi người. Tụi mình nghĩ là với phần ăn này các bạn có thể đi từ 3 tới 4 người cũng được luôn. Đúng rồi. Giveaway lần này sẽ là một thỏi son 3CE. Thể lệ để tham dự giveaway lần này các bạn cần phải: 1. Subscribe YouTube channel của The Cloud. 2. Share về Facebook cá nhân của các bạn ở chế độ công khai. Và 3. Các bạn hãy cho The Cloud một gợi ý về một địa điểm ăn ngon mà mọi người biết nhé, và các comment ở bên dưới. The Cloud sẽ chọn ra một gợi ý hay ho nhất để trao tặng cái phần quà giveaway này. Mọi người đừng quên quay trở lại clip sau vài ngày để xét xem ai là người thắng cuộc nha. Vậy là kết thúc episode 2 rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong episode 3 nha. Nếu mọi người có gợi ý một chỗ ăn uống ngon thì hãy comment ở bên dưới hoặc là gửi email cho theclaudbeautyamoc@gmail.com. Nhớ like và subscribe clip của The Cloud để ủng hộ cho những episode tiếp theo nha. Bye bye.